Về tới là quất liền luôn, đá một cước một này. Lẹ ghê, tốc hành ha. Giờ bổn chim tố chắc là bình thường nó vậy đó nha. Rồi là nó hay ở chỗ đó ha. Thôi, mình gửi ra nè. Mời anh em ăn sáng ha. Sáng là cũng lên đường đây mà. Còn con mồi bình rước đó nè, con mồi bình trên nên cho nhảy máy quá, ăn máy à, tháng này nó đá máy. Xuống máy các bạn, nhìn cho nó nhảy máy quá. Máy gì vậy? Có cái gì vậy? Máy nhiều quá. Trong ngồi mình kêu á, trong ngồi mình rước á. Một hai bà con nữa các bạn. Bay đi hết con. Bay đi con máy. Còn trống ở lại. Quá trời. Cô bày, cô bày. Cô bày khó, khó, khó lụm lắm. Hồi mình rước lại mà không xuống.
bay hay bay không à, hãy coi bắt được con nào. Có anh kiền nữa rồi, đuôi dẫn đuôi. Ở sàn sàn trên đầu không, nắng gì mà nó bay vòng vòng trên đầu không, chết gì, bốn con các bạn, một con chiên, hai con gà với lại hai con mái nữa, năm con, mà mình không tính đi mái hết. Đánh lâu mà nó sàn đi không, nó không lội còi, treo cây khế thì nó qua cây tràm ở sau lưng mình. À, nó về tới nữa rồi. Quýt câu bày khó bẫy. Bày đi.
Vừa lại nhìn lên có kèo luôn anh em. Khỏi bằng dọn. À, có đậu đỏ luôn nè. Giờ bạch ra đậu đỏ luôn. Dính lên nè. Tóc hành luôn nè. Dính nè. Cái mỏ cũng to chắc cái mỏ. Cước một cái bộ cũng nói vậy tôi chắc á, nhưng mà anh em bẫy chúng cái mấy con tôi chắc như vậy ngó ha. Con này là chuyền lỡ nha nè. Con này là chuyền lỡ nè. Mới chỗ. Mới chỗ ha. Ok ha. Mắt này tương đối dữ thôi chứ không phải là mắt này mắt chim săn mồi chứ phải mắt diều hâu. Xài nhãn không phải xài nhãn ha. Con mái của nó về tới nữa.